Đi hai ba rồi. Tàng thì ướng tàng à. Cục em của giấy gì? Đây là trai chín thôi chứ, y bài nha. Sâm xương đá. Cây to cũ quá, ít ngon rồi ta. Cây to cũ không trốn mà. Cho thứ cũ chắc một thứ làm sao chứ. Mà mua thêm rồi, nhớ không? Đức ơi. Đây nó bị chết rồi. Mình đào cái xăm xương đá này phải để ý kỹ hả? Để ý cái đoạn dây nó. Mấy cái nhánh non nhỏ nó nứt ra thì nó có bốn cạnh hình vuông. Đây là lá đó, mặt mặt trên mặt dưới của lá đó. Đây nè. Tránh nhầm lẫn với những loại cây cây khác. Cái gỡ nó dài. Đây là cũ đó nè. Tùy dùng đất à, những khu vực nào mà đất đỏ, đất tốt á là cũ nó nửa to. Còn khu vực đất cát này cũ nó nhỏ nhỏ dài mà được cái nó dài, đi dài ra nè. Tại bữa giờ mấy anh chú đồ đẹp nhiều nhưng mà không có thời gian để đi đào. Giờ hôm nay rảnh này, tụi em đi tìm cây sâm xương đá về để gửi cho cả nhà công dụng. Thì em cũng xin chia sẻ lại là trên các kênh thuốc truyền thống á, hoặc là trên Google á, người ta cũng bán nhiều. Công dụng nó thì nó hỗ trợ tốt cho sức khỏe này, đặc biệt là đây gọi là hỗ trợ sinh lý nam, ông khỏe bà vui, hai người cùng vui luôn. Cái hùng có cái rễ này dài ấy. Nãy giờ vô vào rừng là anh em cũng chưa chào ở nhà, em chào chúc sức khỏe của chú anh chị mình nha. Chào trắng nha. Bảy hết à? Tàn hết rồi. Mới tối hôm qua tụi em cũng đã sử dụng cái loại sâm xương đá rồi, ngâm rượu thì nó ra màu rất là đẹp luôn, ra màu đỏ tươi nha, màu đỏ. Mà mình khuyên cáo cả nhà là loại sâm này mình uống cho khỏe thôi, ngâm rượu thì mỗi tối mấy anh mấy chú làm 1-2 ly
nhiều quá nó nóng. Một hai ly chứ mình uống mà số lượng như tụi em quất lần cả lít cái thau vô nó rào rực, thành công rào rực mà. Nóng nóng ngư lắm. Mình uống ít thôi. Mưa mưa đút bánh xèo uống dữ dằn. Bốn anh mà đéo 4 lít rượu hát kiểu kéo nữa. Mà càng chừng trốn mất luôn à. Trốn à. Làng rừng. Woo! Đi lại lát lại, hai bùi làng đây hả? Đây, ra hoa đẹp à. Mang về thôi. Làng này nó dễ lắm, về nhà mình cứ bỏ bỏ lên cây là sống liền à. Đang ra hoa luôn, nhìn hoa đẹp kìa nha. Mang về nhà ra hoa ngắm như ở trong rừng núi đây ai ngắm. Năm tay lưới nhựa cúc đặt mua trên mạng hôm nay mới khai trương luôn. Em chào cả nhà tiếp nha. Ngày hôm qua mấy anh em tụi em buổi sáng đi tìm mà cây sâm xuyên đá với tìm cây phôi cây cảnh, nhưng mà đi cái rừng đó không có được nhiều, chỉ được có 2 kg sâm xuyên đá. Là sáng nay em cũng gửi đi cho ông anh ở Phú Yên luôn, ông ở gần Phú Yên luôn, nhưng mà ở Đông Bằng. Còn thì nợ đơn lại của rất nhiều ông anh luôn. Người thì 8 kg này, người 2 kg, người 5 kg. Nhưng mà đợi qua ngày mai hoặc là ngày mốt á, anh em tụi em đi rừng xa thì sẽ tìm nhiều luôn. Chiều nay rảnh này, em chạy ra ngồi ngồi rẫy để đi bẫy chim cút. Tiếp tục lần 2 rồi nha. Giờ anh em nó thổi mạnh quá, mấy tay lưới nó tuột hết rồi. Tiếp tục. Một kép. Một kép. Đây một kép. Ồ. Đó rồi đó. Chính một kép luôn. Nãy giờ em vòng vòng em đi đi hái rau, rau má. Ồ. Đã không? Dính luôn một kép mà.
mày thành lế. Đào, dính luôn một cầu là phói à. Ý, này chiều mát mát á. Nhổ xong cúc, lồng lá thì ớn. Nhổ luôn hai cánh cho nó chắc ăn. Bây giờ chạy còn bắt kịp phải không? Chim cúc đấy mà về nấu cháo cho mấy bé nghe ăn thôi ạ. Bổ. Cúc rừng thì thịt nó ngọt với chất lượng hơn, còn cúc nuôi thì nó thịt nó không có ngon đâu. Gì cũng là rừng à. Ủa bà đây bà mái thang này. Một cặp một con cô một con mái luôn cô chú. Tiếp tục di chuyển chỗ mới rồi cả nha. Này lời hay à, hái được là một ít rau rồi đây. Rau này à, rau má. Rau má là mọc ngoài rừng ngoài núi như thế này thôi, về mình xay nước mình uống hoặc là mình nấu canh á, ô nó mát thôi ạ. Cảm giác nó sạch thì mình không có ngại đâu. Còn rau má người ta bán ngoài chợ thì cũng hên xui, đôi khi thì người ta cũng bón phân nhiều quá, nó cũng không có được ngon đâu. Chắc không dính đâu cả nha. Rồi dưới em xem lại video thì có cúc nó có vô không. Em định nhử thêm vài ba nhát nữa nhưng mà dần á, anh chạy lên nhà em, anh chơi có công việc á. Mà dần là ông anh người đồng bào lúc trước hay đi rừng với em cô chú. Anh lên nhà chơi thì anh mới gọi, giờ chắc em rút bảy cúc em về nhà được hai con à. Thôi hẹn cả nhà mình qua ngày mai hoặc là mốt gì đó em nhử cúc em quay tiếp nha. Đi chiều đi rảo rảo cho vui mà, tiền quay video cuộc sống ở quê cho cô chú mình xem đỡ buồn. Rồi em xin kết video tại đây nha cả nhà. Bye bye. Ồ, tính làm ít con nữa chứ. Uống dữ không? Đầy rừng. Giác là lạ đây. Một ngày mới bắt đầu thì cũng xin chào cô chú anh chị. Hôm nay cũng là một ngày đi rừng như mọi hôm á. Vào rừng thì nhiều công việc để mình làm lắm. Mình kiếm tiền mà. Mình đào cái phôi, cái cảnh rồi mình tìm mật ong. Rồi mình bắt con này, con nọ rồi tìm những cây vị thuộc Nam á. Ví dụ như là cây sâm xuyên đá này nè. Bữa giờ mà anh mà chú đẹp nhiều nhưng mà đào thì ít lắm. Mình cố đi tìm nó thì lại ít nha. Mà đôi khi mình đi đánh bẫy hoặc là đi đâu đó thì mình thấy nó nhiều đó. Chuyến này thì Vinh thì anh mấy công việc, em với Quốc à. Mấy anh em đem cái đồ ngựa theo để đi đào này. Thì nhiều cô chú anh chị xem trên kênh thì cũng chưa rõ về sâm xương đá. Thì em cũng chia sẻ nó về cái trước hết là cái đặc điểm nhận dạng lá của nó này. Lá rồi có những cái mầm nó là loại thân dây.
Và đến khi những cái mầm non này nó nứt ra thì nó cạnh nó bốn cạnh hình vuông như thế này nè. Còn đây là lá của nó. Đây là mặt trên nha. Còn đây là mặt dưới của nó này. Củ của nó là như thế này. Này là do tại cái củ nó nhỏ. Những cái dây mà đất tốt á, thì nó, củ rễ nó sẽ đi dài lắm. Loại sâm này thì mình uống có cái công năng là bồi bổ sức khỏe này, rồi giúp hỗ trợ sinh lý nam. Ông khỏe bà vui cô chú. Nguyên cái quả mật. Là hai ít trái chấm ớt. Người xưa họ nói sâm là xương đá, đúng là cái gì cũng có cái lý do của nó hết á. Người xưa nói là không vừa sai mà. Đây, dò theo cọng dây nó đến cái củ này nè. Cái củ này, hai bộ phận rễ để nó ra củ phía dưới á. Là nó nằm trong đá không à. Nguyên một cái gộp đá này. Nó đâm là xuyên trong này thôi chứ lấy đâu được đâu. Mấy cái củ. Cắt xuống dưới luôn thì đỡ chi đây. Đỡ đây luôn gì đó cho nó mát. Mỗi lùm là mỗi củ mà. Như đây là một bụi này. Cái thân nó nhỏ nha, nó xuống cái rễ chuột của nó nhỏ bắt đầu nó xuống dưới phần củ nó. Nó xì nở ra, nó to lòn to lòn to lòn. Như cái bụi này là được 4 củ sâm này. 4 củ. Cái phần sâm xương đá này thì tụi em chủ yếu là lấy bộ phận củ rễ nha cả nhà. Cái còn thân nó thì mình không có lấy đâu. Cái khả năng thì cây sâm xương đá này có thể mình thuần về về nhà được này. Và nếu mình lấy hết một cái củ rễ như thế này thì về nhà khả năng là mình dâm sẽ sống. Có thể mình nhân giống cái dòng sâm này được này. Túi kia trong trống á. Ngồi ăn cơm, 12 giờ trưa rồi. Sức khỏe mạnh giỏi được không? Mạnh tay mạnh chân luôn. Anh em mời cả nhà ăn trưa nha. Mời cả nhà ăn bánh tét nha. Có gì mời nấy. Có thịt mời thịt, có rượu mời rượu. Bánh tét uống được lẹp cây vậy. Rồi bánh chưng. Bánh chưng bánh tét. Chưng ớt vào đây. Bánh chưng hả? À, dễ má này nổi tao mày cũng dễ té. Đây combo hai cái bánh chưng. Một chén muối ớt chứ ít quả đủ. Lát mình hái trái quả, mình chấm muối ớt này. Trăng miệng. Sao mà nặng. Chúng ta ăn cái coi. Cái bánh tét này no tao chiều nha không? Tét thì no. Đỡ phải hỏng nếp nha. Ừ, có chiều sơ sơ ở đó là trong hiệu pháp mà. Khó suy nghĩ à. Mè quay lá không chứ có được không? Bông dánh chậm như thế em. Ở chỗ tụi em cái bánh tét này bán 5.000 cái nè. Bánh chưng chưa? Bánh chưng. Đây bánh chưng. Cái đây 10.000 phải không? Đây bánh tét đây. 10.000 cái. Một lần đi làm mà khoảng 10.000 là no tối ngày. Đi đu của chúng ta. Ui, một lỗ gần đây. Cá mình đào nó dữ không? Ôi, cụ bự không ạ. Đấy, cái lứa đây là cụ to không này. Ở đây hả? Lúa nữa hả? Nửa mình đo còn sót lại ấy. Nửa đo còn khác.
giờ chiều à, mấy anh em tụi em chắc anh nào tình đây cũng được này. Ừ, anh mua ớt trang miệng một lát xuống núi. Ừ. Ba cứ ngát con bốn không đúng. Sáng lên đây sớm đúng rồi, yên. Lo vô đây đào cây. Đâu lét. Ở dưới đây đào dở hơn trời. Trời điều mình dò. Trên kẻ đá không à. Mọc nhôm nhôm đá rồi hả? Chứ dở tao nói bây giờ tao tao mở cái lòng suối ở trên đấy. Cái bờ suối tao mở ra đậu không có mét chẳng nữa. Cứ kẻ đá sấn vô sấn vô. Ừ. Không thấy tính lắm mà. Người tỏ bờ đào khớ luôn. Đấy còn làm giá phải 2 kg nữa còn đấy. Hơn 2 kg. Đèn ngon chết bao tử. Ngon mà chết bao tử. Dạ, đã mỏ xuân sâu. Cầm để lấy dây cột cái bao với bà lô gì hết. Đi rừng mà lúc chiều chiều ạ. Đem chén ớt mình hái đồ ăn vặt á. Ăn người nó phế lại gớm nha. Đây là trái quả này. Chỉ làm đo ra mình nhận ớt vào tém. Mà cả nhà mấy ơi. Tây hầu giờ nha. Được núi mà thí. Bề chém ớt luôn. Ai bà chém ớt. Tổng kết một ngày. Ước lượng thì nếu về tỉa gọn gàng lại chắc khoảng được 4 kg ha. Cho 4 kg. 4 kg rồi tiền ship rồi nói chung anh em cũng kiếm được ngày công ạ. Đây, nguyên lá này, những cây mà nó bụi thấp á, tụi em được nguyên lá luôn. Nhưng mà lúc gửi chắc là cắt bỏ lá đi chứ không gửi thì lá nó cũng sẽ úng á. Tốt ngày ạ, ngày này thất bại. Phát hiện được cây lứa xăm này là nhiều nhưng mà phát hiện buồn quá. Giờ chiều rồi hai anh em tụi em xin nghỉ ngơi một lát hút điếu thuốc rồi kết thúc một cái chuyến đi rừng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà theo dõi nha. Bye. Cả nhà nhớ ủng hộ sản phẩm rừng của anh em tụi em nha. Đi được nửa đường. Khớ này. Rụng nè. Cỡ đó. Vừa mình ngâm mà. Gặp được một cái cây chuối rừng đang chín luôn, đã lắm. Mấy anh em chặt về nhà ngâm rượu uống. Học không trẻ gì quá. Ôi dồi, nhìn ngon á. Ngon mày. Cũng ngọt điều vậy chứ đâu. Thương bạc không ăn. Bây giờ quýnh thảo rượu. Thập cẩm ăn Tết uống gì đâu. Ôi dồi, trái này. Chu quả tự động ha. Rụng chín hung mà. Học không à, chú rừng này học không không. Đó. Vậy mà đói bụng ăn ngon áo à. Trời ơi nó thơm. Mà cả nhà ơi. Thơm khiếp luôn á. Đây là được cái ngâm rượu à. Bao lâu còn cái bì nào rồi chứ. Lấy bỏ gì à, ngâm rượu. Hết mẹ à.